Còn như nhà sư Vinh Tệ coi như là cũng như là thầy đã giác ngộ rồi, thành ra con đường thầy đi là thầy cứ đi tới, nhận được một cái quyền, cái lệnh, cái sắc lệnh của Đức Phật xuống đây để mà giáo hóa chúng sanh, nhưng giáo hóa bằng các tâm linh, bằng chính bản thân của mình, chứ không phải giáo hóa bằng cách là lời nói hay là tiền bạc hay ngày kia. Giáo huấn bằng chính bản thân của mình để cho những người nào có cái tâm linh sáng suốt họ nhìn vô đó để họ hiểu cuộc đời là tạm, giả tạm, hôm nay rồi không biết ngày mai như thế nào, để cho người ta thấy chỗ đó đang mà ta tạo cho mình một cái niềm vui trong Phật pháp, để thấy tâm linh nó nhẹ nhàng sáng suốt, một mai khi mình đã lìa bỏ dương thế, mình không còn phải vướng bận những cái niềm đau ở thế gian này. Ổng là đúng là đệ tử của Phật, ổng là đến đây ổng tạo dựng lại một cái chân lý để cho chúng con ở đây đây tiện nhìn thấy để mà học theo đó cái đường đạo lý. Người ta không cần danh lợi, không cần xa hoa, mà chỉ đem cái bản thân ra đi vì đạo vì đời, là tìm chân lý, cho nên một người như vậy rất là đáng quý, rất là đáng tôn trọng. Cô chú anh chị và các bạn nha, thì hôm nay thì chúng ta đi đến nhà của cô Diễm. Thì vừa qua thì em cũng có đăng cô Diễm ở tại Lấp Giò, tại cầu Vĩnh Thạnh, qua cầu Vĩnh Thạnh chạy tới cầu Thủ Ô. Thì chúng ta hỏi nhà cô Diễm ở đâu thì người ta sẽ chỉ cô chú anh chị ha. Và hôm nay thì sẵn dịp có người chị ngoài nước ngoài cũng nhờ em dẫn đến đây để gặp cô Diễm, thì chúng ta đến nhà cô Diễm nha. Đây là nhà của cô Diễm nè cô chú anh chị. Có nhà cô Diễm ơi. Dạ. Lâu quá mới gặp lại cô ha. Chào con. Trời, con ở xa về thăm quê hả? Chắc lẽ coi trên YouTube thấy bà bây giờ giếng phải không? Dạ. Rồi giếng cho con, cầu cho con được bà bây giờ chủ nên giếng bà độ cho được may mắn, cầu gì được mấy, để cho người ta có cái niềm tin. Cũng thời gian trước thì có quay bà chuốt là vợ của ông vua Lưỡi Đen, nhưng mà lâu quá rồi không có cái dịp gặp lại. Hôm nay cháu nó trở lại đây thì giếng để thấy rọi là cái cảnh thấy nó lạ, đã Dạ. săn sóc cho nó trang nghiêm dễ để vậy. Chúc mừng cho tụi con đến đây để giếng bà, xin bà độ cho tụi con mọi việc được như ý, và cũng để thành thật cảm ơn có một hai vị đó đó ở trong cái YouTube cái trước đó, thì mới nói có người nói sao bà không độ cho vào, thì cái người đó trả lời rằng tại vì không có để thùng từ thiện thì làm sao vào được. Điều thứ hai, có một người nói cô có phúc hậu thì xin thành thật gửi lời cảm ơn bạn đó, gia đình bạn, những người thân của bạn, mọi việc được như ý, để mai sau được đường công danh, được toại nguyện. Cô Diễm ơi, giờ cô có thể giới thiệu cho bà con mình những vị thờ ở đây cho bà con mình nhớ lại không cô Diễm? Cái đây mình có YouTube trước rồi, bây giờ thì mình chỉ nói đây là vợ của ông vua Lửa Đen, bà chúa đó. Dạ. Về mình nếu ai có thì mở trên YouTube là coi, còn bên kia là bà Thương Hậu, Bà Thương ngay Hậu. chính giữa là bậc Phật mẫu, địa mẫu, một Quan Âm, và đây là năm mẹ. Năm này cũng hành Năm hả cô? mẹ bây giờ nó làm áo mão đàng hoàng hết rồi. Dạ. Lúc trước thì quay đợt đó thì mới có về nhà về, Dạ. chưa có sửa soạn gì hết. Hôm nay cho lại quay bên đây, bên đây Phật cái bậc chuẩn đề cái gì đó nó trang nghiêm Dạ. để chúc mừng đây cho con cháu lại đây giếng lặng cho được may mắn thuận lợi. Dạ, con nghe nói mình đây có thờ vua nữa ha cô Ủa Diễm? ông vua đó con, bên đó là ba ông vua luôn. Đây là ba ông vua. Ba ông vua con rắn, và Dạ. đó là thờ tổ, còn đây là năm ông ngũ hổ. Năm ông ngũ hổ. Ủa, cái đây là con nghe nói là ông thần tài thổ địa trên trên ngàn năm đó hả? Trên ngàn năm đó, còn bên Ôi đây là ôi. ngũ hổ. Bên đây là ngũ hổ. Dạ. Rồi dạ. Dạ con không có chuyện gì Rồi mình vô trong trò chuyện chút thôi cô Diễm. dạ đi ra vô đây Dạ. Mới thì lâu quá con mới về đây thăm cô á. à Thì gần đây trên mạng mình xuất hiện một vị cao thầy, tăng thầy cao tăng hả cô, cao là tăng ông Sư Minh Tệ đó. Thích. thích Mình không gọi thích được tại vì đó nó không cho mình gọi. Thì cô thấy cái hiện tượng đó như thế nào cô Diễm? Theo như cô Diễm nói, cô Diễm là người đạo, cũng như là rất quý mến, là tôn trọng ông, tại vì ông là người gia đình, là người có trí thức gia đạo, là người đạo đức, mà đã từ bỏ tất cả để đi ra đi
chân trần đội đất đội trời đạp đất để mà đi làm tìm cái chân lý của đạo, rất là quý, rất là đến để tôn trọng những người như vậy. Những ai có thành kiến gì thì người ta nói sao không biết, chứ đó nó thật, ổng là đúng là đệ tử của Phật. Ổng là đến đây ổng tạo dựng lại một cái chân lý để cho chúng con ở đây tiện nhìn thấy để mà học theo đó cái đường đạo lý. Người ta không cần danh lợi, không cần xa hoa, mà chỉ đem cái bản thân ra đi vì đạo, vì đời, là tìm chân lý. Cho nên một người như vậy rất là đáng quý, rất là đáng tôn trọng. Những người như vậy đó, mình tìm ở trong cái xã hội này không dễ gì có được một người như vậy. Cho nên cô rất là quý ông, cô trên mạng rất là quý và rất là tôn trọng. Thì cô Diễm thông qua cái hình tượng của Ngài Minh Tuệ đó, thì chúng ta nhớ đến Đức Phật ngày xưa hả cô Diễm? Đó là ngày xưa Đức Phật Thích Ca cũng chân trần, đi mà dạ đạo, đi tầm đạo gì đó. Thì hôm nay chính ông ấy đã nối chí theo Đức Phật cho làm để cho những người con mình nó không lạc lối, nhớ về cội nguồn ngày xưa của Đức Phật, để cho tâm trí của mình hướng thiện, làm những điều tốt, giúp ích cho xã hội này, không còn những cái tệ nạn, những cái đau thương, những cái mất mát ở trên thế gian này, để cho người ta tạo cho mình một cái tâm trí hướng thiện, từ bi, vị tha, đem đến những niềm vui cho nhân loại. Dạ. Cô rất quý. Hơn nữa, ổng nó đi như vậy mà ổng không màng tới cái thân xác của mình, không gì tiền tài, không gì vật chất, chỉ đem một cái bản thân ra đi với cái tâm, với cái tâm trí của một con người vì đạo. Dạ. Cô Diễm năm nay bao nhiêu tuổi cô Diễm? Cô Diễm hả? 74 tuổi rồi con. Trong bước đường mà cô Diễm được 74 tuổi tới bây giờ, thấy có một vị nào mà hành được như vị Minh Tuệ này không cô Diễm? Hầu như từ ngày cô Diễm biết tới giờ thì không có vị nào hết được như ông hết, bởi vì người ta chỉ có một cái giới hạn nào đó thôi. Yeah. Chứ không có tuyệt đối được như ông mà xả thân trên bước đường là vì đạo hết. Với một cái sức nóng của bầu trời như vậy mà ông vẫn đi mà nên. Rất là quý, vật thay vì ta có gia đình nhà rất sang trọng, cha già mẹ yếu, mà thay vì ở đó đang mà ta thụ hưởng, nhưng mà ta không đi, mà ta phải xuất thân ra vì đạo mà không cần tiền, không cần danh vọng. Như vậy là một người rất đáng quý, vậy rất được tôn trọng. Dạ. Thì cô Diễm cho con hỏi thêm là cô cũng làm bên phần Phật Pháp, tâm linh rồi đó. Thì theo cô nhìn qua vị Minh Tuệ này thì cô có thấy cái điểm gì lạ không cô? Sao cô hỏi lại? Là giống như ngài Minh Tuệ này có lãnh sứ mệnh gì đó đặc biệt không cô? Có chứ. Nếu là đúng là đệ tử của Phật thì đã dẫn lãnh cái chân lý của Phật xuống đây để mà giáo huấn con người. Nhưng mà người ta không giáo huấn bằng lời nói, bằng hành động, và để cho những người con Phật Pháp đó, những cái chân lý người ta nhìn thấy được rồi người ta tự sửa lấy. Rất là quý, nói thẳng là nó vậy, cho những người mà trong đạo Pháp đó, cái người ta mới thấy vậy, cái người ta mới sửa cái lương tâm của mình, thấy người ta đã bỏ tất cả. Cũng như ngày xưa Đức Phật á, bỏ từ cha già vợ đẹp con xinh mà ra đi, thì bây giờ ông cũng học theo cái của Đức Phật đó, nó làm đi được những cái điều đó. Nhưng mà rất tiếc là thí dụ mình còn thế gian này thì mình chưa biết được cái ngày mai, thì chỉ thấy ông đi như vậy là đáng quý, đáng kính và đáng tôn trọng. Dạ. Thì cô Diễm ơi, cô có thể cho bà con biết thêm về cái sự việc mà ngài đi như vậy đó, là từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc, thì ngài lãnh một cái sứ mệnh như thế nào hả cô Diễm? Thì tất nhiên là ngài đã lãnh sứ mệnh của Đức Phật đặng mà truyền giáo lý bằng tâm linh để cho những đứa con của Phật, những cái tâm Phật quay về hướng thiện con đường chính đạo mà từ lâu mình đã đi lạc theo thế gian, nghĩa là làm những cái việc sai quấy gì đó, bây giờ nhìn thấy cái đó mà mình tự sửa. Chứ người ta không có cầm phải viết bài hay phải dạy như thầy giáo, mà người ta cái đó chỉ bằng cái tâm linh và lý tưởng của những con người ở trên thế gian này. Vậy giống như là thầy Minh Tuệ đi vậy là dùng thân để thuyết pháp hả cô Diễm? Hả? Dừng những cử chỉ hành động của ngài để thuyết pháp cho bà con ha. Để cho người ta nhìn thấy cái đó, đặng mà người ta học theo cái thuyết của Đức Phật Thích Ca hồi đó. Bởi vậy con đã thấy bao nhiêu người ta tỏ ngộ đó, ta đã đi theo ông đó,
Nhưng mà cũng như là đó cũng là một phần ông đã giáo huấn được một phần rất là đáng tôn trọng, là được bao nhiêu người đó theo ông, là theo cái chí hướng của ông đó. Dạ. Thì con thấy giờ phút này cô Diễm là có rất là nhiều vị sư tháp tùng vô đi cùng với thầy Minh Tệ. Thì theo cô Diễm là những vị này có đi đến theo ngày Minh Tệ đến suốt không cô Diễm? Cô Diễm nói là không có đâu, tại vì trong đó là con biết lúc nào á, chánh thì cũng có tà, đôi khi có những cái phần người ta lợi dụng có đó đi theo, nhưng mà là khó có ai vượt được cái ải, Dạ. vượt ải trên thế gian này lắm, biết không? Ải tình tiền trong xã hội này nó nhiều lắm, đôi khi những người đó ta muốn đi nhưng mà cái tâm trong khi đó còn có những cái ma dương nó quấy rối, đôi khi là giữa chặng đường có thể là người ta sẽ bỏ đó. Dưới đi như vậy thì sức người có hạn hả cô Diễm? À, chất nhiều có hạn, nhưng mà nhiều khi á, cái tâm của người đó tốt nhưng mà cũng như là cái người đó quá giỏi đi, người ta không cưỡng lại như cái ma dương nó quyến rũ, thành ra đôi khi người ta bỏ đi cái chặng đường đó. Còn như nhà sư Vinh Tệ coi như là cũng như là thầy đã giác ngộ rồi, thành ra con đường thầy đi là thầy cứ đi tới rồi tùy theo cái chân lý đó, rồi mỗi người nhìn thấy mà hướng thiện theo. Dạ. Thì cô Diễm cho con hỏi thêm một cái vấn đề rằng đây hiện tượng của thầy Minh Tệ á đã rầm rộ trên mạng xã hội và nhiều cái nhóm và nhiều cái vị lừa cơ hội đó trà trộn vào để mà trục lợi. Như gần đây nhất ngày hôm qua thôi thì có một cái cô mình gọi là sư đi, tại vì đầu thì chọc mà bằng áo thì màu vàng, thì lại viết ra những cái quyển giống như là quyển sách đó mà mang danh để cái tựa là Sư Thích Minh Tệ, và người ta lợi dụng như vậy thì cô Diễm thấy như thế nào cô Diễm? Cô Diễm nói với con rằng hồi xưa Đức Phật đó cũng vẫn bị ma dương, thì hôm nay ổng cũng gần tới cái đến đích đó, cho nên có những cái ma dương nó khuấy phá, nó phá. Cái chuyện đó là nó rất là bình thường. À, ăn thua là cái tâm của cái người xem, là cái nhận định của mỗi người đó. Nhưng mà con thấy phát tán kinh sách như vậy mà mang danh Sư Minh Tệ, sợ là bà con không hiểu tưởng rằng là ngài Minh Tệ phát tán như vậy á. Không có đâu con, ở người ta đã nhìn thấy được rồi, người đó chỉ làm chỉ dành cho những cái con người đó, cái tâm hồn của họ nó không to đen tối họ mới không nhận xét được. Chứ thí dụ như những người nào mà trong sáng gia đình ta hay là dân trí thức, ta chỉ cần đọc sơ qua là người ta đã định nghĩa được con người là cái con người đó như thế nào rồi. Dạ. À, ý cô Diễm nói cô chú anh chị là thầy Minh Tệ lãnh nhiệm vụ là dùng thân để thuyết pháp chứ không phải dùng kinh sách nha. Và có ai có phát tán kinh sách thì cô chú anh chị mình phải xem kỹ lại coi đó là chánh hay là tà và chúng ta hãy làm theo. Thì cô Diễm ơi, thì ngoài cái sự việc mà thầy Minh Tệ dân du như vậy á thì tại sao con thắc mắc là những con muỗi hay gì ban đêm á, tại sao mà ngài lại ngủ không có mùng mền vậy cô Diễm? Để cô Diễm nói với con là cái đó là ổng cũng như là ổng làm theo cái cách thức là mình phải chịu gian khổ. Cái thân xác này là cát bụi, thí dụ như một mai ổng có mất như vậy là ổng cũng trở về cát bụi, chứ còn những cái vật ở ngoài là cái xa hoa ở ngoài thì chỉ đắp cho cái bề ngoài của mình đi, cho nó thấy cho đẹp, cho nó sang thôi, chứ sự thật là nó cũng không, nó cũng trở về cát bụi hết. Cho nên ổng dùng cái thân xác ổng để nói lên tất cả những điều đó cho những đệ tử biết cái gì cát bụi sẽ trở về cát bụi, nó như vậy đó. Dạ. Thì trên mạng xã hội mình cũng gầm gồ cái sự việc của thầy Minh Tệ. Một số người cho rằng là thầy Minh Tệ là người ở cõi trên xuống, còn một số người thì cho rằng thầy Minh Tệ tu để về chánh. Thì theo cô Diễm thì thầy Minh Tệ là lãnh sứ mệnh hay là sao cô Diễm? Theo như cô sự hiểu biết về đạo pháp á, tại vì cô cũng người từng đọc sách của Phật pháp mà cô cũng là Phật tử, thì cô nghĩ rằng ổng đã nhận được một cái quyền cái lệnh cái sắc lệnh của Đức Phật xuống đây để mà giáo hóa chúng sanh, nhưng giáo hóa bằng cách tâm linh, bằng chính bản thân của mình, chứ không phải giáo hóa bằng cách là lời nói hay là tiền bạc hay ngày kia, giáo huấn bằng chính bản thân của mình để cho những người nào có cái tâm linh sáng suốt họ nhìn vô đó
để họ hiểu cuộc đời là tạm, giả tạm, hôm nay rồi không biết ngày mai như thế nào, để cho người ta thấy chỗ đó đang mà ta tạo cho mình một cái niềm vui trong Phật Pháp, để thấy tâm linh nó nhẹ nhàng sáng suốt. Một mai khi mình đã lìa bỏ dương thế, mình không còn phải vướng bận những cái niềm đau ở thế gian này. Dạ. Thì con thấy một cái điểm lạ chỗ sư Minh Tệ như vậy nè cô Diễm. Dạ. Là nhà sư á, là nhiều khi một tuần hoặc là một tháng gì đó mà có dịp đi ngang một cái con sông hay là một con suối gì đó thì thầy mới tắm một lần. Mà lạ có một cái là bà con lại gần thầy Minh Tệ á, là không có cái những cái mùi khó chịu mà lại có cái mùi hương thơm. Như vậy là như thế nào cô Diễm? Đó là cũng như là những cái hoa, tinh hoa của trời đất nó phối hợp cho con người của ông để cho ông được bền vững, đặt tiến bước lên, đặng cho những người ta thấy vậy người ta noi theo, đặng người ta nói là cho noi theo con đường Phật Pháp. Đó, những tinh hoa của đất trời đó hòa nhập vô trong thân xác của ông. Dạ. Thì ở đây thì cô Diễm có thờ bà chúa với vua. Cô chú anh chị, bà chúa là vợ của ông vua Lữ Đan. Lữ Đan hả cô? Người Khmer. Người Khmer. Dạ. Thì thông qua hình tượng thầy Minh Tệ thì bà chúa có cho mình biết là như thế nào không cô Diễm? Theo như cô biết thì coi như cái chân điển của bà hình như là vui vẻ, nghĩ thấy thế gian có thêm một người nữa đặng mà gội rửa những cái tâm hồn người ta đã rớt vào cái dũng sình gì đó cho nó sạch sẽ bớt. Dạ. Bà rất mừng, coi như cái chân lý ở đây là chỉ đòi hỏi cái lòng thầm của những người đến đây để giếng bà, giếng tâm linh. Rồi hôm nay về, nếu mà nói về sư thầy thì coi như là được một cái người thay mặt cho tất cả những phần trên trước đi ra đường đặng mà giáo huấn cho nhân loại. Dạ. Là cái chân điển cho báo cho mình biết vậy hả cô? Nên báo cho bước, cho nên cô rất tôn trọng và quý giá. Mặc dù cô không có dịp gặp ông mà không có dịp đâu, chỉ nhìn thấy trên mạng thôi. Dạ. Thì thầy Minh Tệ có hứa là đi vào trong Nam á. Khi mà thầy vào trong Nam thì cô Diễm có dự định là gặp thầy không? Tại vì cô Diễm lớn tuổi quá rồi, thành ra cái dịp đi hứa đi thì chắc cô Diễm không hứa. Nhưng mà người ta có thể là giao cảm với nhau bằng tâm linh. Dạ, như mình ở nhà mình nghĩ đến thầy kính lễ cũng là ấy rồi ha. Kính lễ rồi có thể hai cái điển nó hòa với nhau. Dạ. Thì cô Diễm ơi, thì cũng đợt trước con cũng đến đây quay đó, cũng có nhiều bà con bình luận để hỏi địa chỉ nhưng mà con không gành địa chỉ hung. Thì hôm nay cũng có dịp đến đây thì cô Diễm cũng muốn cho bà con mình biết cái địa điểm không cô Diễm? Thế cô Diễm cũng muốn cho bà con biết cái địa điểm là cho cô đặng lễ giếng cho bà, rằng bà mừng con cháu của bà nha. Dạ. Thì con cứ ghi vô địa chỉ. Rồi, cô Diễm cứ đọc địa chỉ của mình lên đi cô. Ở đây là Lấp Giò, Vĩnh Thạnh, Cầu Thủ Ô, hỏi cô Diễm. Dạ. Cô Diễm có xài điện thoại không có. Cô đọc số điện thoại đi cô Diễm. 077 685 7810. Cô đọc lại một lần cho bà con mình nghe đi cô. Đọc lại một lần nữa cho bà con mình dễ ghi. 077 685 7810. Vừa qua thì cô chú anh chị mình được cô Diễm cho cái địa chỉ, tại vì cái sự nhu cầu của bà con cũng tràn đây á, cũng rất là nhiều ha. Thì bà con cứ muốn tới cô Diễm thì tới cầu Vĩnh Thạnh, chạy tới khúc cầu Thủ Ô, hỏi nhà cô Diễm là người ta chỉ ha. Hoặc là tới đó để chúng ta điện qua số điện thoại cô vừa đọc trên màn hình thì chúng ta đến được nhà cô Diễm. Và nơi đây á, thì cô thờ vợ của ông vua Lữ Đan và bà chúa rất là linh thiêng ở tại đây cô chú anh chị. Và ở nơi đây á, thì hầu như là cô Diễm giúp cho cô chú anh chị rất là nhiều. Và đến đây thì chúng ta nhìn lại cái nơi ngôi tư gia của cô Diễm ha. Đây cô chú anh chị. Đây là bà chúa đây ha cô Diễm. Đây là bà chúa. Dạ, bà chúa. Bên kia là bà Thiên Hậu. Bên kia là bà Thiên Hậu. Dạ, cô Diễm đứng đó con chụp bộ hình cô Diễm. Rồi. Vị vua là bên ba ông vua là bên đây hả cô Diễm? Trong cái trang đó. Dạ.
Bên đây thì các vị Phật của chúng Rồi, chị. chúng đây. Đó, nơi đây thì Phật được rất là nhiều ha. Năm về năm mẹ có áo. Năm mẹ bữa nay có áo nè, trước con lại thì chưa thấy áo. Này cô Diễm Mai hay gì cô Diễm? Cô Diễm Mai. Dạ. Trời ơi. Áo đồ cô Diễm tự tay làm mẫu, cô Diễm cũng tự tay làm đấy Tự chứ. tay làm lấy luôn. À, tự tay làm Và đấy. con nghe nói là bàn tay này là cô Diễm tự đắp hả? À, tự đó. Tại vì lúc đó nó gãy rồi. Dạ. Cái cô Diễm mới làm mà như vậy là bắt ấn, tại vì bà không phải là Phật cho Dạ. nên làm rớt, làm ngón này rớt con kia rớt rớt hoài tới chiều nó nói thôi không phải, thôi để con làm lại rồi tới bây giờ làm bàn tay nghe vậy ra mới được đó, chứ bắt ấn làm được, bởi vì bà Dạ. Phật mới bắt ấn nha, đất nhà mặt Dạ, này là bằng đất sét hay sao trong cô đất Diễm? sét đây đây Đây, bằng đất sét. đây. Dạ, mà con mạo quay gì có mạo phạm bà không cô Không Diễm? không mình anh con làm là vấn đề theo ý của bà. Dạ. Ừ. Bà muốn cho tất cả đệ tử của bà biết để mà Và đến viếng con nghe bà. nói là đến ngày mà cúng kiến gì đó là chỉ có nữ mới mới dời được À, hả cô? nữ thì khiêng Dạ. à, đến đó nhiều khi người ta nói thôi để người ta tiếp tiền xây cái này bằng gạch, cô nói thôi bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi à, nếu làm đó không biết rồi mai sau cô mất rồi nó như thế nào, tạm Dạ. thời nên được để như vậy cho nó quý được rồi. Trời ơi. Nay tới thấy tượng Phật quá nhiều luôn Ừ. Chứ hôm đó thì đơn giản, quay đợt đầu thì đơn giản với rồi. nó. Con này là tự ra làm, cô tự làm Dạ. À, giờ thì hai chị em con đến đây thăm thôi. cô. Ừ. À, đến đây cũng thấy cô sức khỏe rất là nhiều. Giờ đây thì chúc cô nhiều sức khỏe ha. Hai chị em con về. À, chúc cô một ngày thật nhiều vui vẻ. Rồi cô cảm ơn. Chúc Dạ. con được nhiều may mắn, phấn chấn trên đường đời. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. À.